trong số 8 Mỹ Nam Hoa Ngữ, Nhậm Gia Luân, Quý Tiểu Bang, Diệp Tiểu Vi, Cao Hàn, ai là người bạn yêu thích nhất? Flowing Water, với sự tham gia của Jen Chelen, Lilandi và Su chenxi si đã bắt đầu phát sóng. Các diễn viên trong toàn bộ bộ phim đều rất đẹp trai, trang phục rất đẹp. Là một vở kịch mua dối cổ trang, quả thực rất bắt mắt. Toàn bộ bộ phim kết hợp các yếu tố như âm mưu tình yêu và bối cảnh hai mặt với nhịp điệu chặt chẽ và cốt truyện hóc búa. Khi nói đến tình tiết, rõ ràng toàn bộ phim có nhiều nam diễn viên hơn nữ. Phim quy tụ tám chàng trai trẻ đẹp, tất cả đều có nét quyến rũ riêng. Hãy xem ai là top một trong lòng bạn. Hình ảnh 8. Quý Tiểu Băng Quý Tiểu Băng vào vai Hoàng tử Tạ Trí, nam diễn viên sinh năm 1987. Năm nay 37 tuổi. Cảm giác thăng trầm của cuộc sống trong phim tràn ngập màn ảnh. Bạn biết đấy, anh ấy là body cao, người đàn ông đẹp trai nhất trong phiên bản danh sách các vị thần của Chen Chiên Phong. Anh ấy thực sự rất đẹp trai vào thời điểm đó, chỉ có thể nói thời gian khiến con người già đi. Hiện tại bộ phim này chỉ có thể xếp cuối bảng. 7, Diêu Thủy, Giao Chi vào vai Hong Chia. Nam diễn viên sinh năm 1998, năm nay 26 tuổi, anh gia nhập làng giải trí khi tham gia chương trình Con trai ngày mai mùa 2 và cũng tham gia chương trình Thanh xuân có em. Anh ấy cũng góp mặt trong Lưu Quan Hin được phát sóng vào tháng này. Anh ấy cũng là nam chính thứ hai. Mái tóc trắng của anh ấy có phong cách lạ thường. Trong bộ phim này anh ấy trông cứng rắn và đẹp trai với những lọn tóc xoăn. 6. Chu Nguyên Bang, Chu Duen Binh vào vai An Cheng, nhị hoàng tử của Yun Tai. Nam diễn viên sinh năm 1995, năm nay 29 tuổi. Người khiến tôi ấn tượng nhất là Hải Vân Phàm, nam chính thứ hai trong phim Ngày Sửa Ngày Xưa Có Núi Kiếm Linh, do hứa khải đóng chính. Anh ấy có hình tượng đẹp trai, hiền lành và có cảm giác của một thư sinh. Nam, triệu hoa hoa, trao hua đóng vai y phây. Anh ấy đội chiếc mũ học giả và trông rất ngay thẳng. Anh ấy là một anh chàng đẹp trai với lông mày rậm và đôi mắt to. Triệu Hoa Hoa sinh năm 1998, năm nay 26 tuổi. Anh từng tham gia diễn xuất trong Trái tim hoa mận, cậu bé không nhìn thấy bóng. 4 từ chính khê su chân si vào vai Payan, yan tả tướng nhà minh anh có địa vị cao và mưu mô sâu sắc anh là một người đầy tham vọng vừa có trí tuệ vừa có lòng dũng cảm su chân si trở nên nổi tiếng trong vài năm qua nhờ vị tướng đầy quyền lực tàn nhẫn yêu nhu trong lugu thiên sia anh ta được khán giả đặt cho biệt danh là người bảo vệ kim bâu rất độc đoán kể từ đó anh trở thành người đứng đầu trong vòng bộ trưởng quyền lực đẹp trai và đáng sợ. Nguồn lực cũng tốt hơn, tôi có thể nhận được nhiều phim truyền hình do nam chính đóng chính. Trong bộ phim này, Su Chân Si sẽ lại vào vai một vị tướng quyền lực vài năm sau, nhưng thời gian không tha thứ. Su Chân Si đã gần 40 tuổi, gò má cao và trông cũng gầy đi. Nhiều collagen và gương mặt hơi mệt mỏi. Hơn nữa, Đôi mắt hai mí có chút kỳ lạ, đôi mắt không có chút duyên dáng. Vì thế hiện tại tôi đang đứng thứ tư, đây là một điều bất lợi do tuổi tác của tôi. 3. Diệp Tiểu Vi, ESLW một lần nữa vào vai Hoàng tử, Hoàng tử thứ hai trong One Thought of One Sun. Lần này cô đóng vai siêu yêu, vị Hoàng tử vĩ đại nhưng lại vào vai một người bảnh bao và dâm đáng. Không có khả năng. Ie sinh năm 1997, năm nay 27 tuổi. Cô ấy thực sự có khí chất dịu dàng và thanh lịch, ngoại hình rất ngay thẳng. Tuy nhiên, những vai diễn cô nhận về cơ bản đều là những vai vô dụng và dâm đáng. Trong Nhung Blanc, Tu Sai Nhâu là nhân vật phản diện lớn nhất. Anh ta thông đồng với chị dâu và ghen tị với sự biến dạng tâm lý của anh ta thực sự khiến anh ta tổn thương. Hai. Cao Hàn, Cui Lien do Cao Hàn thủ vai được coi là nam chính thứ ba, một bác sĩ hiền lành cũng có vướng mắc tình cảm với nữ chính Chiang Chi. Trong nguyên tác, Ngụy Chiêu chết, Khương Từ sinh hạ nam chính đứa con, cùng thôi lương sống ẩn giật, có thể thấy tam nam chính là người thắng lớn nhất. Cao Hàn sinh năm 1996, năm nay 28 tuổi anh từng tham gia nhiều phim truyền hình cổ trang như Thường Khuyết, Tổng Quản Cung Thanh Trì trong Eternal Du Chen, Tam Hoàng Tử trong Ngôi Sao Rực Rỡ, Chu Phu Phu trong Trong Purple, lưu Trân Phân trong Le Yu Vân vân, các đường nét trên khuôn mặt đều tốt, các đường nét trên khuôn mặt mịn màng nhưng khuôn mặt dài, tạo cho người ta vẻ ngoài nữ tính, không đẹp bằng quần áo hiện đại con người hiện đại để tóc mái để che chán, chẳng hạn như chàng trai thể thao điện tử độc ác lao ca trong yêu Are Beautiful When You Smile, chồng cũ sao ghi khần trong yêu Are Beautiful Than Starlight, V, V, 1, nhậm ra luân, gen che lần vào vai Siawosia, thiếu gia của thành phố Zuelua. Sau khi đất nước bị phá hủy và gia đình anh bị tiêu diệt, anh đổi tên thành Wei Chao và trở thành chỉ huy của Light Division của Great Star State. Là người nổi tiếng xung quanh hoàng đế và còn bị người khác gọi là kẻ phản bội. Khi còn là cận thần, ông luôn mặc đồ trắng, trên áo choàng có hoa văn tinh xảo, mái tóc đen dài khiến ông trông rất quý phái. Khi đeo mặt nạ, anh diện đồ đen, trông rất ngầu và bá đạo dù nhìn ở khía cạnh nào anh đều chiếm được cảm tình của khán giả xứng đáng là nam thần hóa trang bước ra từ đường vinh quang triều đại under the brocket và châu sân du gu đổ bộ vào thời cổ đại với tư cách là nam chính anh ấy thực sự là người giỏi nhất vậy ai là người bạn yêu thích nhất